Rồi, Di xin chào tất cả mọi người nha. Chào mọi người nha. Chào mọi người luôn nha. Thì hôm nay tiếp tục ngày đi câu của ba anh em mình mọi người ơi. Hiện tại thì ba anh em mình đang có mặt tại Mỹ An nha. Còn ngay cái con kênh này á, thì mình cũng chưa có biết là con kênh nào mọi người. Tại vì đi đến đây câu á, hồi nãy ghé cái chỗ kia gặp mấy cái anh mà người ta chạy cá á, chỉ qua cái con kênh này mọi người ơi. Cái con kênh này nè mọi người, thì rất là nhiều lục bình nha. Cái khu này người ta mình thấy nuôi cá cũng rất là nhiều mọi người. Tới đây thì thấy cá tra ụt cũng nhiều lắm. Trên kia thì có mỗi chỗ người ta nhử cá gom lại. Nãy khi đó cá nó gom lại nhiều lắm mọi người, mà câu không được. Tại thấy đây nhử cá nó câu thì sẽ kỳ. Bây giờ mấy anh em mình quyết định là lại đây. Lại đây thì thấy mấy cái cù lục bình nè. Rồi thì khoét thử mấy cái cù lục bình này nha mọi người. Giờ móc thử ở đây nha mọi người. Đó, nước đây coi nó sâu không? Này lục bình không ta? Muốn cuối luôn. Đỏ nước thấy coi sâu không cả? Phải sâu mới câu được nha mọi người. Ê, nước chỉnh luôn à. Cái này hồi sẽ câu cá tra của anh chị. Người ta nhử mọi người đó, như tên kia anh ta nhử đi cá lại ở gom được quá trời luôn. Xuống dưới đây thấy cái cù bình này nó im im, coi như mấy anh em mình ghé thử. Rồi tương đối thôi, bỏ này bỏ thử con mồi ngay lỗ này mọi người. Gì là vừa anh chứ. Lỗ là lỗ thứ hai nha mọi người. Gấp gấp cái này chứ vô nha. Rồi, ok. Lúc chỉnh. Lỗ xấu vậy. Đó à. Rồi hai lỗ nha mọi người, test thử hai lỗ, thấy cá tra nhiều như mấy cái rô sao. Bây giờ thì ngồi đợi móc mồi thôi, rồi triển khai nha. Mồi á thì vẫn là dế nha mọi người. Đây men dế, con dế này là dế cánh nè. Thường câu là sẽ vừa lừa những con dế mà không có cánh nha. Men dế như gì nè mọi người, thì đem theo một cái thùng, một cái kềm. Cái cần á thì đi thì hai cần trúc Đà Lạt mọi người. Hôm nay em đi cần hơi dài nha, cần tới 1m3, 1m4 đó. Rồi Bảo thì đi cần thục, cần thục thì 2m6. 2m6 nhưng mà gãy hết khúc chứ còn khoảng 2m5 á Bảo. 2m5, 2m4 à. Thì không quên đem theo một cái cây móc nha mọi người. Cây móc ụ này thì không thể thiếu, tại vì nước này nó hơi kém á, bởi vì phải móc ụ câu lục bình nha. Đi thì móc ủ á cũng không quên là cái hũ thính nha mọi người. Đây ủ này thì mấy anh em mình mới pha xong, cũng bỏ mấy cái lỗ nãy mọi người coi đó. Rồi bây giờ thì tranh thủ móc mồi khi mình bỏ thử mọi người, bỏ thử mấy cái lỗ mình mới móc coi sao nha. Rồi bắt đầu thôi. Đi lụm một con dế nè. Câu cái lỗ này nha mọi người. Rồi anh Sĩ với Bảo câu lỗ kia đi. Nước trong quá. Thì đâu nó cá rô lên nè. Cá rô nhỏ lên nè. Nhấp nhấp cá rô nhỏ nó trường lên. Thấy gì kìa. Thường lên đi đâu mất tiêu rồi. Mới thấy cá rô ông trường lên cái mất tiêu rồi.
nay nước cạn quá, cái phao nó cạn quá ta. Để mình lấy cái phao sâu lên chút xíu nha mọi người. Hãy có con cá rô nhỏ nó trờn ra anh chị. Làm như trong quá thấy nó chạy mất tiêu. Sâu này phải câu phao ngầm nhiều mọi người ấy. Cái gì mà bọt lên tim dưới ta. Ồ chỗ này đã thua rồi. Thì cá rô nó có là nó lụm liền nha mọi người. Chứ không đợi tới bây giờ đâu. Thôi đi di chuyển nha mọi người. Câu cá rô mà cái ụ nào không có thì mình cứ đi thôi. Chứ không có neo. Neo đây là ngồi là mớm ạ. Cá nó vô ổ rồi mọi người. Thấy nó lên tim rồi nha. Cái gì nhỏ nhỏ không ta? No. Rồi cái nhỏ rồi. Thì nhỏ bây giờ bắt đầu cá được rồi nè. Ngay mưa giờ bắt đầu anh cá này nhỏ nó không giật. Ôi, con cá nó dạng đã chưa mọi người. Cá này nó quấn ổ nhưng mà ăn hơi chậm nha. Đâu cho thấy mặt cá được. Cũng không bự được. Cái đồng đó là gì? Hả? Cái đồng đó. Khả năng cá của anh sĩ với câu không? Có cái đồng bự hơn cái tàu mự hơn. Cái này cá đồng có cái đồng. Đó, nãy giờ người ta thử rồi đó. Yeah, cá nó mập. Vàng cái tàu đó nó là vàng đẹp ha. Cá bảo sảy chắc khoảng gấp đôi cái này à. Yeah. Ờ, xì trứng luôn hả? Rồi, bỏ vô đi móc mồi nè, làm lại. Cái ụ đó nó cá ăn hơi chậm. Cuối cùng bảo lên được một em nha mọi người. Lúc sau nó cũng cũ ha. Ồ, này đồ đồng nè. Nhìn đã đi chưa mọi người. Nhưng mà sau cái khúc giữa nó hơi bạc bạc á. Cuối cùng anh ba báo không được con hả? Ừ, sao nó gì kỳ ha. Không biết cái nó bị gì. Ok, cái gì là mập gì ok. Được rồi, cái gì đó. Muốn gì nữa? Cái đó cái đầu hả? Ôi. Không phải là dạng nhỏ đâu nha. Ú nu hiền nội. Cá đồng không hả anh Duy? À. Đây cá đồng không à? Ú nu hiền nội nha mọi người. Rồi xí luôn hả? Lại mấy chục kia của tao tiếp. Nè bạn. Anh Duy sĩ à? Nè, xin sĩ mở nha mọi người. Kêu nó lại đó, giật cái đá tay nó không chịu. Trời. Nè cũng ra đây à. Quá nhiều lắm, quá nhiều. Ăn mặn nè.
khéo nè, khéo. Đó. Lên. Cái sông này cá nhiều. Rồi luôn. Sống luôn. Đó, đã hay chưa mọi người? Không còn. Nó luôn. Cái này thì ngon rồi. Vô động à. Vô. Có mùi gì dế hả? Thì dế. Lại cái ụ nào mà thấy cá nó quần quận là ok. Ngon nha mọi người. Có mọi người thấy nó ọc không? Bỏ thính là cá ọc là có lại á. Mình mấy cái ụ mình im ru rồi hồi thua nó đó, đó rồi con cò bé bé nữa. Trời ơi cá lồng tông gì đớp pháo. Trời ơi công nhận xứ này cá rô mập ghê luôn mọi người ơi. Đã thiệt. Cá gì đang cái đớp đớp vào mà cá lồng tông cá bê trầu gì á. Cua à? Ừ. Anh Di, con cá này sao nó có vô bà văn này hả? Cá bị thẹo á. Rồi thôi bỏ vô đi. Thẹo thẹo chứ nó mập gì là ok mọi người ơi. Nữa rồi. Trời ơi. Tao ơi. Con mình nè mọi người. Đem đây. Tuấn. Trời ơi, con heo. Câu cầm nè. Vì con cá gì cũng nổi mà. Tự dưng cây hả? Trời đất cô. Còn gì cỡ con ăn gấp đôi á. Gấp ba luôn gấp đôi gì. Ôi, ôi đã hay chưa. Ngồi chết ra sao chứ. Thả đi. Thả. Bảo mẹ coi cái con cá này lắm. Tại vì tại cái ụ nó thấy cá mọi người. Câu dính bảo lại gửi cá anh chị lại bảo đâu cho. Móc mắt rồi, vậy sao xảy? Ai mà xeo em xeo cái đó đâu có được không? Đừng có xeo. Tay gỡ lưỡi mà nó xeo là khó ra lắm mọi người. Đó, liên tục lên hàng mọi người ơi. Kéo kìa. Thêm một em ú nụ. Cá khúc này nó mập không hả anh chị? Tính ra sáng giờ chỉ có một con em câu ốm là con đầu tiên thôi. Thì trúng toàn là cá rô heo không. có một vô. Rồi tiếp tục nha mọi người. Nó cá gì ăn đây? Ý bự lắm nha, bự không ta, kỳ vậy hay là nó muốn rồi. Còn cá bự nha mọi người. Chắc kẹo. Đi phao mà anh chính.
lỡ lỡ nhân viên cái ơi chưa em đưa em. Trời ơi nãy giờ câu cá ngon, giờ gặp cá rô đầu vuông. Cái rô này rô đầu vuông mọi người ơi. Vuông. Ừ. Vuông chính tông luôn. Nè bảo. Lên. Cá rô đầu vuông ấy á. Nhóc này cho mình cá rô mề mọi người. Đây 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 để chú bắt vô cho. Ôi thôi. Bỏ nó khô. Có tên gì ạ? Dạ Khang. Khang hả? Dạ. Con Đồng Tháp đây luôn hả? Dạ. Ồ cá đã rồi mọi người. Dạ. Hay nhóc nó câu câu cá đó mọi người. Câu cần máy đó. Dạ. Câu gần máy đó. Kênh miền quê Tiền Giang. Giờ hai đứa nó đi về đi học hay sao không biết. Mà nghĩ rồi. Nãy nó dướng mà từ trên đó nó nhảy xuống cái đùng luôn. Nhảy xuống kênh này nè. Nói chung ở quê mới dám làm như vậy nha mọi người. Giờ kêu mình mà nhảy vậy là không dám nhảy luôn á. Hai thầy trò đang ngồi kênh. Cá bự quá bự luôn á anh chị. Nhưng mà cá nó hơi sần quá rồi. Ừ, cái đã ghê. Hả? Thì không chắc không thấy đâu. Nhỏ. Câu này một vài điểm nữa chắc mình rút mọi người ơi. Nhiều đây cũng đủ ăn rồi. Này con vô quay đâu? Giờ là mấy anh em về tới nhà nha mọi người. Hôm nay đi may mắn được trúng được mớ cá rô uống lòng mọi người. Cá đã ghê. Trời ơi đổ nước gì vậy bạn? Cái rổ đâu? Cái rổ. Ổn nè. Rồi. Cá nào đó? Cái rô của ai? Cái rô nhóc cho hả? Ừ. Ở còn. Nó bị sần rồi. Thì nãy nó đã sần rồi mà, nghĩ sao phơi nắng. Lội luôn mà. Phơi nắng rồi, phơi nắng lội nhựa nữa. 12 giờ trưa. Rồi mình chịu không nổi đúng không chị mình cá. Đó. Úi, nhiều chứ. Cái ngày báo con không được như con nè. Nè mọi người ơi. Cá này cũng rú phải không? Cá này cái giải nó có dấu gì không biết. Thẹo. Đó hay mọi người đã không? Cá có con bé cho nè. Bé câu dính cá gù bự ghê trời. Cá màu ú luôn. Nè nó phơi nắng mấy bên này nè mọi người. Có gì những cá nó sần ở trên. Hôm nay đi đây chắc cũng hơn 2kg nha mọi người. Rồi bây giờ thì video mình xin phép kết thúc tại đây mọi người. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo nha. Cảm ơn mọi người đã xem. Rồi bye bye mọi người. Bye mọi người.